Như cái buổi tri ân khách hàng, tôi cũng đã dùng cái sản phẩm Thiên Sư một năm. Chúng ta ai cũng mong muốn con người có một cái sức khỏe là một cái tài sản lớn nhất, nên rất là trân trọng và chăm sóc. Tuy nhiên, trong cái cuộc sống của chúng ta vất vả với bao nhiêu cái công việc nó bộn bề, cũng phải gặp phải nhiều cái căn bệnh rất là hiểm nghèo, từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng không ai có thể tránh khỏi. Chúng ta gặp những cái sản phẩm thuốc nào mà chúng ta dùng thấy nó bổ ích và nó tiện ích và đáp ứng được cái cuộc sức khỏe của chúng ta để tiếp tục học tập, công tác cũng như lao động đóng góp xây dựng quê hương. Thì tôi đã sử dụng cái sản phẩm Thiên Sư một năm thì thấy rằng trước đây có cái bệnh gút, một số cái bệnh như mỡ máu rồi là men gan, thì thấy rằng hiện nay các cái chỉ số đã về rất là tốt, nên tôi rất là vui mừng và tri ân cảm ơn thầy Duyên cũng các anh các chị quan tâm chia sẻ với tôi các cái sản phẩm này trong cái thời gian đến. Mong rằng Thiên Sư sẽ tiếp tục cung cấp những cái sản phẩm để giúp bảo vệ sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị cũng như một số cái vùng địa phương trên cả nước và hội nhập quốc tế. Chúc cho Thiên Sư mãi mãi thành công và đồng hành cùng với cuộc sống của người dân. Xin trân trọng cảm ơn.